Các trận cầu diễn ra tại Wembley chưa bao giờ là kém sôi động cả, và ngày hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Mặc dù chỉ mang tính chất là một trận giao hữu thôi, nhưng dường như tất cả các góc khán đài ở sân vận động này đều đã chật kín chỗ ngồi, cùng với đó là một bầu không khí như ngày hội vậy. Cũng đúng thôi, làm gì có ai muốn bỏ lỡ một trận đại chiến giữa hai đội tuyển được xem là sở hữu nhiều ngôi sao đình đám nhất làng túc cầu như Anh và Brazil. Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà, thầy trò luyện viên Gareth Southgate là những người được kỳ vọng sẽ tạo nên một chiến thắng hoành tráng trước một đội bóng vốn đang gặp không ít vấn đề, và thậm chí đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên mà tân thuyền trưởng của họ, ông Dorival Junior, tiếp quản đội tuyển. Ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Seleção chỉ giành được một điểm trong 4 trận gần nhất, một phong độ khó có thể chấp nhận nổi nếu so với vị thế hàng đầu của họ trong suốt chiều dài của lịch sử. Bên cạnh đó, trong trận đấu ngày hôm nay thì Brazil cũng sẽ thiếu vắng đi một loạt trụ cột quan trọng vì chấn thương, có thể kể đến như Eder Militao, Casemiro hay là cả ngôi sao vốn luôn được xem là niềm cảm hứng số 1 trong lối chơi của họ, Neymar. Trong khi đó, dù dưới triều đại của huấn luyện viên Gareth Southgate, Tam Sư luôn bị chỉ trích vì lối chơi quá an toàn và không có quá nhiều đột biến, song đó lại là thứ yếu tố đã giúp họ gặt hái được nhiều kết quả tốt tại các giải đấu lớn gần đây. Đội tuyển Anh cũng đang là quốc gia sở hữu dàn sao đắt giá nhất thế giới với một bộ khung triển vọng như Jude Bellingham, Declan Rice, Phil Foden và Bukayo Saka. Đúng là Southgate cũng thường xuyên gây nên những tranh cãi về việc bố trí nhân sự, nhưng đó cũng chỉ càng nhấn mạnh thêm rằng ông đang có quá nhiều sự lựa chọn trong tay mà thôi. Dẫu được đánh giá cao hơn là thế, nhưng tất nhiên ở các cuộc đối đầu như thế này thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra cả. Brazil với tầm vóc lịch sử vượt trội hơn rất nhiều vốn vẫn luôn là một đối thủ mà Southgate cùng các học trò cần phải đặc biệt dè chừng. Không nằm ngoài dự đoán, cả hai đội tuyển đã mang đến một thế trận cởi mở ngay từ những phút bóng lăn đầu tiên. Phút thứ 3, cơ hội được mở ra cho đội tuyển Anh với quả đá phạt chếch về phía bên cánh phải. Phil Foden là người đã tung ra một quả treo bóng có độ cuộn cực kỳ khó chịu đi cắt ngang khung thành của đối phương. Có cảm tưởng như chỉ cần có một điểm chạm thôi thì đó có thể sẽ là một bàn thắng cho đội chủ nhà vậy. Bên phía Brazil cũng không mất quá lâu để có lời đáp trả. Thì 6 phút sau, Rodrigo có pha đột phá sộc thẳng vào trung lộ ngay khi nhận thấy khoảng trống trước mắt. Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid nhanh chân tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nhưng độ uy lực là chưa đủ để làm khó thủ thành Jordan Pickford. Dù không tỏ ra quá áp đảo về mặt thế trận hay kiểm soát bóng, nhưng những vị khách đến từ Nam Mỹ mới thực sự là những người khiến đối phương cảm thấy lo ngại hơn vì những tình huống tổ chức tấn công giàu tốc độ của mình. Mỗi khi họ có bóng trong chân thì có cảm giác rằng nó đều ẩn chứa một mối hiểm họa tiềm tàng vậy. Thậm chí ở phút thứ 12, nếu không có pha cứu thua ngay vạch vôi đến từ Kyle Walker thì Brazil đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Vinicius Junior, cũng từ một tình huống đoạt lại bóng rồi tổ chức phản công nhanh. Lucas Paqueta đã có pha đỡ bước 1 rồi bấm bóng không thể nào tốt hơn để giúp Vinicius thoát xuống trống trải. Như một chiếc siêu xe, cầu thủ chạy cánh sinh năm 2000 băng thẳng về vòng cấm của đối phương rồi tung ra cú sút treo góc loại bỏ thủ thành Pickford. Tuy nhiên, may mắn cho Tam Sư là Kyle Walker đã kịp thời lùi về để giải vây, qua đó cứu cho họ một bàn thua trông thấy. Phút thứ 17 vẫn là một kịch bản quen thuộc khi Paqueta là người đoạt được bóng từ chân của Phil Foden rồi chọc khe cho Rodrigo. Dù bị hai trung vệ cao to bên phía đối phương gây sức ép, nhưng anh vẫn kịp tung ra cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đây vẫn là một Brazil mà chúng ta biết, một đội bóng giàu kỹ thuật, tốc độ và sự đột biến. Nhiều người có thể gọi đó là sự hoang dã trong những điệu samba cuồng nhiệt, nhưng đằng sau những bước chạy đó lại là một thứ vũ khí sắc lẹm, có thể trừng phạt đối phương bất cứ lúc nào. Có lẽ đội tuyển Anh đang là những người thấu hiểu nhất điều đó trong ngày hôm nay, bởi chỉ mới hơn 15 phút bóng lăn thôi mà khung thành của Pickford đã nhiều lần bị đặt vào tình trạng báo động từ những đòn vỗ mặt của đối phương. Mọi thứ đang dần trở nên khó khăn hơn với đoàn quân huấn luyện viên Gareth Southgate. Đang bị đối thủ lấn lướt về số cơ hội tạo ra đã đành, họ lại còn chịu cảnh thua thiệt quân lực khi Kyle Walker không thể tiếp tục thi đấu vì có dấu hiệu bị đau dây chằng. Không chỉ riêng Tam Sư mà cả các cổ động viên của Man City cũng sẽ là những người không vui vẻ gì khi chứng kiến tình cảnh của Walker, nhất là trong bối cảnh họ đang nỗ lực để tạo nên một cú bứt tốc trong chặng đua cuối mùa. Trong những phút sau đó, trong khi đội chủ nhà vẫn đang loay hoay với các phương án tiếp cận khung thành của đối phương, thì ở chiều ngược lại, các học trò huấn luyện viên Dorival Junior lại một lần nữa khiến những ai yêu mến họ phải nhổm người dậy hết mỗi lần mà họ lên bóng. Điển hình là pha bóng diễn ra ở phút 35 trong một tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Tam Sư. Rodrigo thực hiện đường truyền ngang thuận lợi để Lucas Paqueta băng vào dứt điểm, nhưng đến cuối cùng, dù bóng đã vượt qua 3 chiếc bóng áo trắng và thủ thành Jordan Pickford rồi, thì cột dọc vẫn xuất hiện và khước từ ngôi sao đang chơi cho West Ham.
Trong những phút cuối hiệp 1, đội tuyển Anh là những người cầm bóng nhiều hơn và công bằng mà nói thì họ cũng đã tạo nên một số cơ hội nguy hiểm, chẳng hạn như là tình huống ra chân nhanh đến từ Phil Foden, hay sau đó là cú cứa lòng bằng chân phải buộc thủ thành Bento phải bay người cản phá của Anthony Gordon. Tuy nhiên, thứ khiến người ta chú ý nhất lại là pha bóng suýt gây họa của cái tên quen thuộc Harry Maguire ở phút 42. Từ một đường phất bóng dài của các thủ áo xanh, Chilwell đã có mặt kịp thời để tranh chấp bóng bổng với Rafinha. Tưởng chừng như đó sẽ là một pha chuyền về đơn giản để hóa giải nguy hiểm của Maguire, nhưng anh lại lóng ngóng đưa bóng vào chân của đối phương và suýt chút nữa trở thành người kiến tạo cho bàn thắng của Seleção. Sau giờ nghỉ vẫn là một kịch bản quen thuộc với thời lượng kiểm soát bóng nghiêng về đội tuyển Anh, nhưng số cơ hội rõ nét thì lại đến từ những vị khách. Trong một ngày mà hàng phòng ngự bên phía Brazil đã được tổ chức một cách chặt chẽ, các ngôi sao tấn công của đội tuyển Anh như thể bóp nghẹt không gian chơi bóng vậy. Lúc này nhiều cổ động viên mới thực sự nhớ đến Harry Kane, bởi chỉ trong một trận đấu mà anh vắng mặt thôi thì một loạt vấn đề đã xuất hiện. Mất đi sợi dây liên kết với mũi nhọn hàng công, phải thừa nhận rằng Tam Sư gần như không tìm được một phương án đầu ra hữu hiệu nào trong suốt phần lớn thời lượng của trận đấu. Để rồi khi mà nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến một kết quả hòa thì đòn trừng phạt với Tam Sư thật sự đã đến. Andreas Pereira tung ra đường truyền xuyên tuyến đến đúng tử huyệt, đặt Vinicius Junior vào tư thế chống trải. Dẫu Jordan Pickford đã kịp chạm bóng trong pha đối mặt, nhưng bóng lại bật đến đúng đà băng vào của sao trẻ Endrick Felipe khi khung thành đã rộng mở ngay trước mắt. Không còn bất kỳ ai có thể ngăn cản cầu thủ đang thuộc biên chế Real Madrid đệm bóng mở tỷ số cho đội khách nữa rồi. Một màn ăn mừng quá đỗi cuồng nhiệt của tiền đạo năm nay chỉ mới bước sang tuổi 18, bởi anh biết rằng đối thủ mà mình vừa ghi bàn chính là một trong những đội bóng được đánh giá cao nhất thế giới. Nếu như trong suốt khoảng thời gian dài trước đó, những người đàn anh của anh tại Los Blancos không thể xuyên thủng mảnh lưới của Tam Sư, thì giờ đây cái duyên ghi bàn đã gọi tên Endrick Felipe. Trong những phút còn lại của trận đấu, đội tuyển Anh đã nỗ lực tràn lên tấn công, hòng tìm kiếm bàn gỡ, qua đó gỡ gạc lại thể diện của đội chủ nhà. Tuy nhiên, cơ hội chưa thấy đâu, thì đến phút 90+5 họ còn suýt một lần nữa nhận phải đòn hồi mã thương chí mạng. Đó là tình huống mà có đến 3 chiếc áo xanh băng băng tiến về khung gỗ của Jordan Pickford, để rồi Endrick là người được giao trọng trách tung ra cú dứt điểm sau cùng. Tuy nhiên, đáng tiếc là lần này trong tình huống đối mặt, anh đã không thể đánh bại được Pickford. Dù sao, đội tuyển Brazil cũng đã là những người giành được chiến thắng chung cuộc để tạm thời gác lại những nỗi lo và cả sự ảm đạm đang đeo bám họ trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Một kết quả như để khẳng định rằng, dù phong độ có ra sao thì trong những trận cầu lớn như thế này, Seleção vẫn biết cách khiến đối thủ phải khiếp sợ. Về phần Gareth Southgate và các học trò, tất nhiên để thua trong một trận giao hữu không phải là tận thế, nhưng chắc chắn cũng sẽ có không ít chỉ trích nhắm thẳng vào lối chơi của họ ngày hôm nay. Hàng tấn công thiếu sắc bén và cả một hàng phòng ngự dễ bị tổn thương là thứ mà nhà cầm quân 53 tuổi cần phải cải thiện để kéo lại niềm tin từ người hâm mộ.